Sáng nay 7 tháng 1, công ty cổ phần thủy điện Krono thuộc tập đoàn Trung Nam đã tổ chức khánh thành nhà máy thủy điện Krono 2 nằm trên địa bàn xã Đăng Cơ Nớ, huyện Lạc Dương. Công trình thủy điện Krono 2 có tổng vốn đầu tư 1.408 tỷ đồng, tổng công suất lắp máy 30 MW. Trung bình năm sản lượng điện năng khai thác được cung cấp cho hệ thống lưới điện quốc gia ước tính là 105,87 triệu kWh. Để hoàn thành nhà máy thủy điện Krono 2, công ty cổ phần Trung Nam Krono đã thực hiện khối lượng thi công ước tính gồm 805.910 m khối đất đá đào, sử dụng hơn 4.200 tấn thép cùng 115.000 m khối bê tông để hoàn thành các hạng mục chính của nhà máy. Sau khi vận hành, nhà máy thủy điện Krono 2 và 3 góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho khu vực, giúp cải thiện tình trạng thiếu hụt điện năng cho hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, đóng góp nguồn điện năng xanh sạch và thiên nhiên cho mạng lưới quốc gia. Đặc biệt, một trong những nhiệm vụ quan trọng của dự án là hỗ trợ việc cắt lũ và điều hòa dòng chảy của nhánh sông, nhờ đó mà chủ động được nguồn nước tưới tiêu, canh tác và sinh hoạt cho vùng hạ du sông. Dịp này, công ty cổ phần thủy điện Trung Nam Krono cũng đã tặng 60 triệu đồng vào quỹ an sinh xã hội của hai xã Đăng Cơ Nớ, huyện Lạc Dương và xã Krono. Trong đó, trên 800 hecta bị mất trắng thuộc diện được đề xuất hỗ trợ một phần thiệt hại. Nhưng trước mắt, huyện đã hỗ trợ gần 100 triệu đồng cho khoảng 80 hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo bằng nguồn ngân sách dự phòng của huyện. Trong đó có một hộ nhà ở bị cuốn trôi. Mức độ hỗ trợ dựa vào quy định chung của chính phủ về hỗ trợ thiệt hại do thiên tai lũ lụt là 2 triệu đồng một hecta.